chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Hoạt động gây hoang mang của đội biệt kích gồng vàng, lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, liên quan đến các hoạt động của lực lượng biệt kích gồng vàng của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa trong những lần chạm trán với quân đội Cộng sản Việt Nam, cũng như quân Trung Quốc trên đất Lào, khiến cho giới quân sự Trung Quốc và Việt Nam phải toát mồ hôi khi nhắc đến lực lượng tinh nhuệ này. Hoạt động của lực lượng biệt kích đang làm xôn xao dư luận này như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu với chúng tôi trong bản tin thời sự ngày hôm nay. Chính thưa quý vị, nhắc đến đội biệt kích gồng vàng của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa thì rất nhiều người biết đến Trung tá Vũ Văn An. Anh là một người được cho là rất gan dạ, dũng cảm và được coi như là một tấm gương để các thành viên khác noi theo học tập. Có rất nhiều chiến công mà ghi đậm dấu ấn của anh. Đơn vị biệt kích do anh chỉ huy từng thực hiện những cuộc hành quân bí mật xâm nhập trên đất Lào, Miên và miền Bắc Việt Nam. Trong một nhiệm vụ cấp cứu, thành viên cấp cao của lực lượng hậu duệ trong một khu vực do phía Trung Quốc kiểm soát trên đất Miên, trung đội này vừa xuống trực thăng đang di chuyển ra khỏi bãi đáp thì bị khoảng hai đại đội quân Trung Quốc tấn công. Ngay từ phút đầu tiên, trung tá An đã bị thương và khẩu súng của anh đã bị hư hại vì lựu đạn. Lúc này anh trông thấy một đồng đội bị thương nặng và nằm kẹt trước hỏa lực của địch. Mặc dầu đã bị thương nơi chân không bước đi được và không có vũ khí, trung tá An vẫn bò lên trước hỏa lực của Trung Quốc lôi đồng đội bị thương về vị trí phòng thủ. Trong khi đang tháo đồ trang bị Băng bó vết thương Một viên đạn của địch trúng vào hộp định đạn của anh Lúc đó Trung tá An nhận định rằng Phải chỉ huy trung đội chiến đấu Vì lúc đó đang gối loạn hàng ngũ Do bị địch tấn công bất ngờ Với lòng can đảm Anh đã tổ chức được phòng tuyến chiến đấu Anh bò đến từng vị trí Động viên tinh thần đồng đội Băng bó cho người bị thương Sau 3 tiếng gửi đồng hồ trung đội được phi cơ yểm trợ đã chống trả quyết liệt làm quân Trung Quốc phải rút lui và trực thăng vào đưa trung đội về căn cứ. Trung tá An đích thân điều động cuộc rút quân cho đến khi tất cả mọi người đã lên trực thăng. Anh đã chứng tỏ lòng dũng cảm, gương can đảm đối với thuộc cấp, đem vinh dự về cho quân đội. Trong một diễn biến khác, anh chỉ huy đại đội thám sát biệt kích gồng vàng 60 người có nhiệm vụ xâm nhập do thám đột kích, phá hoại hệ thống giao thông trên đất Lào và Miên, cắt đứt đường tiếp vận của Trung Quốc. Anh cũng được coi như là anh hùng, cũng không phải là điều phóng đại. Một lần, hai tên khủng bố người Campuchia làm việc tình báo Hoa Nam Trung Quốc ở Campuchia, lái Honda chạy ngang căn cứ, ném một quả lựu đạn vào nhóm quân hậu duệ tại khu vực ngã ba Đông Dương thuộc biên giới Con Tung và Campuchia. Trong khi mọi người nhanh chóng chạy tìm chỗ trú ẩn, Trung tá An bình tĩnh. Dược khẩu M16 có một thành viên đang canh gác, quỳ xuống nhắm, bắn chết một tên, rồi chạy bộ, đuổi theo, bắn chết tên thứ hai. Một lần khác, anh đang ngồi trên trực thăng với các chỉ huy cấp cao ở các căn cứ bí mật tại Lào. Viên phi công không ngờ đáp xuống giữa hai chiếc trực thăng được ngụy trang rất kỹ của quân đội Trung Quốc. Địch quân cũng bất ngờ, nhưng rồi xuống AK-47 nổ vang vào chiếc trực thăng một chỉ huy hậu duệ bị trúng ba viên đạn rơi ra khỏi trực thăng. Trung tá An cùng với một thành viên khác nhảy vội ra, khai hỏa khẩu CAR-15, lôi đồng đội bị tử thương lên trực thăng, gọi chiếc trực thăng với đầy vết đạn AK mới khập khiển trở về căn cứ. Khi biết Trung tá An đang trên đường đến cứu, bạn rất nhiều hy vọng. Phó trưởng toán bị kích gồng vàng kể lại chuyến đi cứu một sĩ quan hậu duệ cao cấp Đoán biệt kích của anh ta cùng với một trung đội xung kích Lào Tự Do bị quân đội Trung Quốc tràn ngập tại vị trí gần một xa lậu lớn trên đất Lào. Một đồng đội bị thương nặng không di chuyển được, lẫn trốn cùng với một binh sĩ Lào Tự Do. Trung tá An cùng với một chục biệt kích từ bộ chỉ huy được trực thăng đưa vào khu vực để cứu đồng đội. Khu vực đơn vị biệt kích lúc này bị tràn ngập vẫn còn rất nhiều lính Trung Quốc. Họ đợi đến tối mới xâm nhập vào khu vực vì trời tối trung tá an phải mò mẫm từng xác chết sau khi phát hiện viên chỉ huy cấp cao bị thương trung tá an đã cổng đồng đội trở về an toàn trong một cuộc hành quân khác mang mật danh ti chớp đây là chuyến hành quân xâm nhập bí mật vào miền nam nước lào nơi có đường biên giới giáp việt nam do một đại đội biệt kích dưới sự chỉ huy của anh cuộc hành quân kéo dài 2 ngày nhằm đánh lạc hướng của địch cho đội quân đội lào tự do tạo áp lực lên quân đội chính quy Trung Quốc đang ở trên đất Lào. Nhiệm vụ lần này được trao cho anh nhằm đưa ba trung đội thuộc đại đội biệt kích có hai toán thuộc không lực hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đi theo và mục tiêu đoàn quân gồm 16 quân nhân hậu duệ, 110 biệt kích Lào tự do dưới quyền chỉ huy của Trung tá An. Được trực thăng đưa đi từ căn cứ hành quân tiền phương Đắc Tô đến Bãi Đáp trong một thung lũng gần Chevane. Hợp đoàn trực thăng gồm 3 chiếc diều hâu đen và 12 trực thăng vũ trang. Cô ba bay theo yểm trợ, đưa đại đội xung kích vào mục tiêu. Mỗi khi phát hiện vị trí đóng quân của địch hoặc khám phá ra kho lương thực, vũ khí của quân đội Trung Quốc, Trung tá An gọi phi cơ anh kích phá hủy. Địch quân phản ứng bằng cách tập trung quân để tấn công đại đội xung kích, nhưng đơn vị này di chuyển luôn, không đóng quân ở một chỗ trong buổi sáng ngày thứ ba, sau khi vào vùng hành quân, đơn vị do anh chỉ huy tấn công một vị trí giết 54 người Trung Quốc. Sĩ quan trong đại đội băng khoăn, tại sao lính Trung Quốc không bỏ chạy? Sau đó họ khám phá ra một hầm sâu 12 thước dưới mặt đất. Bên trong chứa rất nhiều bản đồ và tài liệu mật. Đó là bộ chỉ huy đơn vị tiếp vận của Trung Quốc trên đường 165 trên nước Lào. Sau đó đơn vị biệt kích tìm cách rút lui ra khỏi khu vực hành quân trở về căn cứ ở khu vực biên giới giữa Con Tum và biên giới Lào. Sợ quân Trung Quốc đuổi theo, Trung tá An cho trực thăng vào bốc từng trung đội tại ba bãi đáp khác nhau. Tuy nhiên vẫn có tổn thất, ba biệt kích hậu duệ tử trận, ba bị thương và 28 quân Lào tự do đều bị thương. Diễn biến tiếp theo về đội biệt kích gồng vàng của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa hoạt động cả ba khu vực Việt Nam, Lào và Campuchia ra sao, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Trong một diễn biến liên quan, vì sao ông Nguyễn Quang Tuấn được tuyên án nhẹ hơn nhiều khung truy tố? Hội đồng xét xử nhận định ông Tuấn gây án trong thời điểm khó khăn, thiếu thốn về vật tư, thiết bị y tế, vì nôn nóng, thiếu hiểu biết nên vi phạm. Chiều ngày 21 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Quang Tuấn cựu giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội 3 năm tù giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Mức án này thấp hơn so với mức án cơ quan công tố đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt ông Tuấn là 4 đến 5 năm tù, thậm chí thấp hơn nhiều nếu so với khung hình phạt 10 đến 20 năm tù mà ông Tuấn bị truy tố. Tại phòng xét xử, chủ tọa phiên tòa đánh giá hành vi của ông Tuấn và các bị cáo đã xâm phạm hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức, làm giảm uy tín của bệnh viện tim, đi ngược công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng nên cần áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc tương xứng với hành vi. Sai phạm của các bị cáo gây dư luận xấu, làm giảm lòng tin của nhân dân trong lĩnh vực đấu thầu, chủ tọa phiên tòa nói. Theo hội đồng xét xử, nhóm bị cáo tại Bệnh viện Tim Hà Nội đã tham gia tổ chức, thực hiện chỉ định trái pháp luật. Nhiều gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư y tế thông đồng với các bị cáo tại công ty thẩm định giá AIC để ban hành chứng thẩm định giá theo thỏa thuận yêu cầu từ trước. bị cáo Tuấn và các đồng phạm tại bệnh viện còn bị xác định đã thông đồng với các bị cáo tại hai doanh nghiệp để hợp thức hồ sơ đấu thầu gây thiệt hại số tiền lớn. trong vụ án này hội đồng xét xử nhận định ông Nguyễn Quang Tuấn giữ vai trò chính khi yêu cầu cấp dưới lập trình hồ sơ rồi phê duyệt đơn giá vật tư theo đề nghị của các công ty Hoàng Nga, Kim Hòa Phát. Đánh giá riêng đối với bị cáo Tuấn, chủ tọa phiên tòa cho rằng ông Tuấn từng là giám đốc bệnh viện tim Hà Nội, sau đó là giám đốc bệnh viện Bạch Mai, là người có trình độ chuyên môn cao, chuyên gia đầu ngành về tim mạch, được đánh giá cao trong nước và quốc tế. Quá trình công tác ông Tuấn được trao tặng nhiều huân huy chương cao quý bị cáo cũng nguyên là đại biểu quốc hội, bản thân là giáo sư tiến sĩ đã cứu sống cho nhiều bệnh nhân, được nhân dân khen ngợi, yêu quý. Hội đồng xét xử nhận định ông Tuấn gây án trong thời điểm khó khăn, thiếu thốn về vật tư, thiết bị y tế, vì nôn nóng, thiếu hiểu biết nên vi phạm. Mặc dù vậy, tòa án ghi nhận ông Tuấn đã chủ động nhận trách nhiệm, thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hơn 6 tỷ đồng dù không có trách nhiệm phải nộp hành vi phạm tội của bị cáo Tuấn không liên quan đến chuyên môn ngành y mà trong công tác quản lý. Chủ tọa nói và cho biết đây là những tình tiết giảm nhẹ hình phạt đáng kể, nên có thể áp dụng hình phạt thấp để ông Tuấn sớm trở về, đóng góp cho đất nước và xã hội. Thời lượng còn lại của quân trình thời sự là bản tin quốc tế. Quan chức Donetsk nói, Nga chặn đường tiếp tế, bao vây Urena ở Bamert. Một quan chức vùng ly khai Donetsk cho biết, lực lượng Nga đã tiến đến đoạn đường cao tốc huyết mạch ở Ba Mết, ngăn Ukraine tiếp tế cho một lực lượng đang cố thủ tại hướng này. Cố vấn của lãnh đạo vùng ly khai Donetsk, ông Jan Gagin, ngày 21 tháng 4 nói với TASS rằng Nga đã bao vây nhóm chiến đấu của Ukraine ở Asyomos, ký gọi là Ba Mết, theo hướng Chasoya. Các thành viên lực lượng quân sự tư nhân Quayner đã tiến đến cao tốc Ayomos, Chasoya, đây là tuyến đường được sử dụng để tiếp tế cho nhóm chiến đấu của Ukraine. Quayner đã kiểm soát vài trăm mét đường cao tốc, đồng nghĩa với việc Ukraine không thể tiếp tục tiếp tế cho đơn vị đường trú ở hướng này. Do đó, Nga đã khép vòng vây, ông Gagin nói. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Hôm ngày 18 tháng 4, ông Gagin cho hay Nga đã kiểm soát 90% diện tích 3 m. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenko ngày 19 tháng 4 thông báo các nỗ lực phản công của Ukraine ở Bamut và một số khu định cư tại Donetsk đã bị Moscow ngăn chặn. Trước đó, lãnh đạo Quayner Yegeny Bigozin cho biết Nga đã kiểm soát toàn bộ các tòa nhà hành chính ở Bamut và cấm cờ ở tòa thị chính Bamut. Ông tuyên bố về mặt kỹ thuật Moscow đã kiểm soát thành phố này. Tuy nhiên, ông nhận định lực lượng Ukraine chưa có dấu hiệu rút khỏi ba mết và Quayner cần sự hỗ trợ từ phía quân đội Nga để duy trì nhịp độ chiến sự ở Donbass. Ba mết chứng kiến Nga và Ukraine giao tranh quyết liệt trong vài tháng qua. Cả hai bên đã dồn nguồn lực lớn bao gồm khí tài, binh sĩ tới thành phố chảo lửa này và đều hứng chịu thiệt hại nặng nề. Ukraine lo ngại nếu họ đẩy mất ba mết, Nga sẽ tiến sâu hơn vào Donetsk. Vì vậy họ quyết tâm bám trụ tới cùng ở đây. Kiev cũng tin rằng họ đang làm tiêu hao lực lượng mạnh nhất của Nga ở Ba Bamut để giành lợi thế khi Ukraine tiến hành kế hoạch phản công trên diện rộng trong thời gian tới. Trong một diễn biến khác, người phát ngôn nhóm chiến đấu phía Tây của Nga, Kim Yakimkin, hôm 21 tháng 4, cho biết Moscow đã phá hủy xe tăng và bệ phóng tên lửa rác của Ukraine bằng đạn pháo thông minh Kasnopol tại Kupyan và Kharkov. Ngoài ra, ông Zakimkin nói rằng Nga đã sử dụng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A loại khỏi vòng chiến đấu 15 binh sĩ đối phương ở Stema, Goka, Anjomoska và Novo Yoloskoya. Tại khu định cư Kolomitska, Izinka và Zagogovka, ông Zakimkin cho hay hệ thống phòng không TOR-M2 đã bắn rơi hai máy bay không người lái Furia và một chiếc L của Ukraine. Cũng tại Kupyan, lực lượng Nga đã ngăn chặn 6 nỗ lực của Ukraine nhằm luân chuyển lực lượng trong khu vực, theo ông Yakim ja Kim. Kim. Đạn thông minh Kasnopol đang được xem là một trong những vũ khí nổi bật mà Nga tăng cường sử dụng trong thời gian qua ở Donbass. Kasnopol là đạn pháo dẫn đường chính xác nhờ thiết bị laser. Quả đạn 152 ly có thể được tích hợp lên hầu hết các hệ thống hỏa lực của Nga như pháo tự hành MSTA-S, MSTA-SM và Kolis sv Đầu đạn nặng 8 kg có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 20 km. Ganopol có khả năng khóa 3 mục tiêu cùng một lúc, không giống như nhiều tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh. Ragnopol có thể bắn trúng các mục tiêu đang di chuyển theo một ước tính với mục tiêu đứng yên, gadolin có tỷ lệ đánh trúng 85 đến 95%, trong khi với mục tiêu di động, con số này vào khoảng 70%. Trong một diễn biến liên quan, NATO cam kết sẽ kết nạp Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, tư cách thành viên và các đảm bảo an ninh dành cho Ukraine sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh vào tháng 7 tới tất cả thành viên NATO đều nhất trí rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của Liên minh. Tuy nhiên, trọng tâm hiện nay là làm thế nào để đảm bảo Ukraine sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu với báo chí tại căn cứ không quân Gamstein ở Đức ngày 21 tháng 4. Tuy nhiên, một lần nữa, ông không nêu mốc thời gian cụ thể cho việc kết đạp Ukraine. Khi xung đột chấm dứt, chúng ta cần đảm bảo lịch sử sẽ không lặp lại. Nga không thể tiếp tục tấn công hay mở chiến dịch quân sự chống lại Ukraine, cũng như không thể đe dọa an ninh châu Âu, ông Stoltenberg nói. Những bình luận trên được đưa ra sau khi ông Stoltenberg trở về từ chuyến thăm Kiev và hội đàm với Tổng thống Ukraine. Ông cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự ủng hộ mạnh mẽ của NATO dành cho Kiev ông Zelensky cũng nhận lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh của NATO diễn ra ở Lithuania vào tháng 7 tới. Ông Stoltenberg khẳng định chủ đề tư cách thành viên và các đảm bảo an ninh dành cho Ukraine sẽ nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị. Tương lai của Ukraine là ở NATO. Các đồng minh đã nhất trí điều này. Ông Stoltenberg nói và cho biết ông hy vọng các thành viên NATO sẽ ủng hộ tăng cường gói hỗ trợ dành cho Kiev. Theo ông, Liên minh có thể sẽ đưa ra những thông báo mới về viện trợ quân sự cho Ukraine tại cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng về Ukraine diễn ra tại căn cứ Gamstein hôm nay. Trong một diễn biến liên quan, cựu tỷ phú Trung Quốc bị thẩm phán Mỹ từ chối tại ngoại. Thẩm phán Mỹ đã từ chối đề nghị tại ngoại của cựu tài phiệt bất động sản Trung Quốc, Quách Văn Quý. Gauster ngày 20 tháng 4 đưa tin thẩm phán Analiza Torres tại bang New York Mỹ đã từ chối đề nghị tại ngoại của cựu tỷ phú trung quốc quách văn quý sau quyết định này ông quách tiếp tục bị tạm giam chờ ngài xét xử quyết định trên của thẩm phán Torres được đưa ra sau sự thuyết phục từ các công tố viên rằng việc cho phép ông quách tại ngoại sẽ làm tăng nguy cơ cựu tỷ phú này bỏ trốn cũng như gây hại cho nền kinh tế ông quách trước đó đã đề nghị nộp 25 triệu USD tiền bảo lãnh, đồng thời chấp nhận việc bị canh giữ và đeo vòng giám sát toàn thời gian. Trước đó, vào ngày 15 tháng 3, các đặc vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã bắt giữ cựu tỷ phú Quách Văn Quý tại thành phố New York. Theo cáo trạng mà các công tố viên Mỹ đưa ra, ông Quách bị bắt với 11 cáo buộc khác nhau, trong đó có việc dàn dựng một vụ lừa đảo với tổng trị giá lên tới hơn 1 tỷ USD. Ngoài ra, cựu tỷ phú cũng sẽ bị truy tố với các tội danh gian lận chứng khoán và gửi tiền